Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta sẽ vô game mới. Con game này thuộc thể loại chiến thuật quân sự. Anh em cứ xây dựng rồi dẫn lính đi đến nhau giữa các phe phái này thôi. Chính xác hơn nó dạng là xây dựng một cái căn cứ rồi tower defense nó. Game này nó đã ra mắt từ khá lâu rồi, nhưng mà dev thông tin cho tôi thì tháng 9 sắp tới này họ sẽ ra mắt cái phiên bản là 1.0. Thời điểm chính xác thì vẫn chưa biết khi nào, chỉ biết là tháng 9 thôi. Con game này á, nó đã ra mắt khoảng 2 năm rưỡi trong giai đoạn early access, tức là trải nghiệm sớm á. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại tôi khuyên anh em khoan hẳn xuống tiền một con game này, tại vì chưa biết chất lượng nó thế nào thôi. Khoảng 2 năm rưỡi gần đây, Dev là hầu như là không có cập nhật cái phần chơi chiến dịch, phần chơi campaign gì cả. Nó chỉ có là hai cái campaign duy nhất từ đầu đến cuối, mà một trong số đó là cái tutorial rồi, cái phần chơi hướng dẫn rồi. Nên tôi khuyến khích anh em muốn mà mua con game này á, hãy chờ nó ra mắt rồi mua luôn. Thì đó mình mới biết chất lượng game nó thực sự ra sao. Những cái bản update gần đây của Dev ghi rất là chung chung luôn, gần như không có cập nhật nội dung gì cho con game cả. Anh em cũng có thể tham khảo qua những cái phần đánh giá như này đó. Hầu như là Dev không có cập nhật gì mới, chỉ là những người đánh giá này là thấy cái phiên bản hiện tại nó tạm ổn thôi. Nhưng mà khoảng 2 năm rồi không có thêm thông tin gì cả, nên chúng ta cứ tiếp tục chờ con game ra mắt 1.0 rồi tính tiếp. Game này anh em cứ xây nhà lên, dựng ba cái làng rồi để xây dựng quân lính rồi đi đánh nhau. Tôi chơi cách đây cũng khoảng 2 năm rưỡi mà lúc đó mới xong cái bằng chiến dịch tutorial mà, chứ cũng chưa biết gì cả. Xây được như thế này là chắc chơi mấy chục tiếng trong game này luôn rồi đó. Con game này được cái là lính nó rất là đông đảo luôn, nên cảm giác nó ngập tràn mà hình rất là thú vị anh em nhìn nào. Nhưng mà cũng hên xui nha, chơi được đến giai đoạn này thì chắc cũng cả trăm giờ chơi đó. Thường thường mình chơi là không có được đến cái trình độ như vậy đâu, chỉ lát đác là giờ chủ quân thôi. Nên đó, thường thường mình chơi là bao nhiêu đây là hết cỡ rồi. Thôi bây giờ chúng ta vô game thử làm sao. Tôi sẽ thử qua cái phần chơi là cái chế độ gọi là thử thách hay là cái chiến dịch gì đó tôi cũng không biết nữa, hồi đó thì tôi không có chơi cái phần này. Cái này cái tông đồ họa của nó là rất là đơn giản luôn, anh em nhìn nó sẽ nhớ đến con game mà Vương Triều Sụp Đổ mà hồi đó tôi chơi á. Con kia thì nó đơn giản hơn tí, nó tương tự với con game này nè. Tonfall là Vương Triều Sụp Đổ nè, game có giá khoảng 100.000 đó. Thì hồi đó tôi cũng có chơi con này rồi, con này phối hợp cái dạng mà rút gọn lại đơn giản hơn rất là nhiều. Còn game này thì nó thuộc cái quân số rất là đông luôn, tôi sẽ tạo một cái phần chơi mới đây. Nguyên Z ở đây nó có rất nhiều chế độ luôn, nhưng mà em led là campfire nè. Campfire thì nó chỉ có mà một số cái phần đầu thôi, nên là gần như là chả có gì cả, nên cứ chờ cái phiên bản 1.0 ra mắt. Cái phần này nó là tutorial, tôi đã chơi từ khá lâu rồi, không biết bây giờ còn nhớ không. Phần chơi trên gần này là dạng những cái thử thách chúng ta có thể đặt ra. Ở đây nó có ba cái thử thách gì nè, thì chúng ta thử cái thử thách đầu tiên này đi. Tức là mình phòng thủ lại đâu rồi, đây mình sẽ phòng thủ lại 6 đợt tấn công trên cái bản đồ là 104 không. Cái độ khó này chọn mức trung bình vừa đủ. Yêu cầu để chiến thắng cái nhiệm vụ lần này là đánh bại tất cả quân địch, đẩy lùi tất cả các tự tấn công. Rồi vào game, coi như là chúng ta tutorial cái đoạn đầu game này luôn đi. Tôi cũng không nhớ con game này nó ra sao nữa. FPS cảm giác là hơi giật. Zoom map xây được luôn, đổi góc nhìn được luôn. Rồi khá là ngon. Ở đây là chúng ta có chủng loại là lính cận chiến, còn cái này là xạ thủ. Bây giờ đây là căn cứ chúng ta, cái phần xây đầu tiên. Nút C đã, nút C đây là nút xây á, sao không dùng nút B không? Nhà dân. Xây ba cái nhà dân để tăng dân cái đã, tiếp theo là phần lương, lương thực. Nhà này là nhà gì? À chắc là cái nhà nhặt trái cây. Rồi, ngay đây luôn. Cái này là cái nhà cá, nó sẽ bắt cá. Trước mắt thì hai nhà thôi. Đây có lính địch hả? Bắn nó, bắn nó. Bắn hụt cũng như ông nói gì. Bắn bắn người nè. Rồi, phá nhà nó. Để gì đây? Rồi ông nội con gà. Nhặt được một viên kim cương gì đó. Rồi lính nó đông kìa. Để nghe góc trầm nó ngày ngày này. Ôi đông quá, không được. Đi về. Đi đánh được, đánh được. Đánh luôn. Rồi lính nó yếu xìu à. Rồi đánh đi. Mình về mình xây nhà. Đây là chuẩn cắt gỗ, còn cái này là đá. Chết rồi, không thấy cây cỏ gì ở đây anh vậy. Xưởng gỗ thì dắt xây ngay đây đi. Đèn cái nữa. Cho đến nó đi ra nó mở map. Okay.
Đông quá à. Mình đến cận chiến mình không có đánh nó được. Cái này là cái khu vực để nó lấy gỗ. Đây cái xưởng gỗ xây bên này thì đúng ngon à. Đi xây ở đây chi trời. Lấy đây đi. À cái này là nó tăng cái diện tích nó sử dụng lên, nó khai thác lên. Tí nữa thì địch nó sẽ đánh mình ở một trong bốn góc, cũng chưa biết góc nào đâu. Thêm cái xưởng gỗ nữa, rồi tới cái mỏ đá. Thiếu người á, thiếu người phải xây thêm nhà. Lương thực mình khá là nhiều luôn, mình chỉ thiếu mấy cái tài nguyên này thôi. Chắc xây thêm mấy cái kho lương á, kho lương là cái này, nó cần tới 25 gỗ lận. Bản đồ cũng khá là nhỏ nha, tôi đi tí xíu là nó chạm cái bách bên đây luôn rồi nè. Có địch không? Có địch chưa? Đi, nó núp trong rừng đông lắm nha. Trong này còn cả đống thằng luôn nè. Gút 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 gút. Trời, nó bắn hụt không à. Rồi ok. Mình có 84 gỗ, 15 đá. All troops are under attack. Sao mà địch nó đông dữ vậy ta? Một thằng sắp hẻo nè. Cái này là cái gì? Hình như là ba cái đồ nó rớt ở đây á, mình có thể đụng được nhặt được. Ngon, 40 gỗ luôn. Ê, 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 ê. All units are in combat. Thôi có ba thằng là chơi nó được á, chơi đi. Mình về mình xây nhà. Đây là cái kho lương để mà chứa lương thực. 1, 2, 3, 4. Mình gán kiếm tiền để nâng cái nhà chính này lên nè. Nó cần 150 gỗ với mà 100 đá lận. Đá thì chắc phải là thêm nữa. Rồi thiếu dân hết. Xây đây là mất ba chế dầu, nó uổng lắm. Mình xây dưới này đi. Con game này xây nhà nó kích kích vô được không ta? Xuống khỉa mang này tí thôi. Chào mấy bạn. Đập nhà nó luôn anh em ơi, phá nhà nó. Làm tiếp cái bãi này luôn, cái xe này. Dưới này nó đông phết á. Không chọn nó được đâu, không được đâu. Mình sống hòa bình thôi. À hình như còn phải xây cái trại lính gì nữa. Cái trại mấy thằng đây nè, cái bunker house này nè. Phải xây thêm cái này nữa mới được. Không biết, quên lâu quá không chơi không biết. Cái gì đấy? Có người chết. À cái thằng lính cung của mình. Ê, 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 ê. Bình tĩnh bạn ơi, mấy bạn ơi bình tĩnh. Không có thể nó dẫn nó chạy về nhà được. À nó rút bớt rồi, rút bớt rồi. Thì mình đánh nó. Bên này ít nè, đấm mấy thằng bên này được rồi. À đợt đầu tiên thì nó sẽ công mình hướng này. Từ 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 từ. Nó công mình hướng đó. Trước mắt thì mình phải xây cái building này cái đó. Xong rồi xây một cái nhà nghĩa trang nữa. Ngay đây luôn ha. Đây đây. Để nó nhặt xác mấy cái thằng chết về nó chôn, chứ không thôi là cái tử thi nó bốc mùi.
Rồi tiếp theo là xây cái trạm phòng thủ ở phía trên này. Đi mở map ở khu này rồi coi mình đặt cái trạm phòng thủ ở đâu được. Có cái bức tường ở đây nên chắc mình xây cái chỗ phòng thủ như thế này ngay đây luôn. Đợt đầu thì có vẻ là nó ít lính thôi. Cái tường tiếp theo là phải xây thêm một cái trại lính nữa, thêm một nhà dân nữa đi. Bùi đơ này ưu tiên lên. Có cái tường rồi, cái kho này chứa cái gì đây? Cái chạy lính 80 gỗ, bây giờ mình chưa có xây cái nhà này đó. Cái nhà này mới là cái nhà nhặt xác nè. Đó, nó sẽ đi nhặt xác những cái thằng chết. Rồi, nó nhặt tới đó luôn rồi. Có gỗ rồi kìa. Có gỗ mình sẽ xây cái nhà lính. Mua thêm mấy anh lính cung đi. Rồi chưa xây được. Ở đây là có bốn xạ thủ cho nó lên cái trụ này nó đứng. Rồi mấy anh kiếm đứng đây. Thủ cái đợt đầu thì chắc cũng đơn giản thôi, nó chỉ có một đợt à. Nó có cái hồ màu bà trời, ít lương thực quá. Bây giờ nó đánh rồi. Mình còn chưa có cái nhà lính nữa. Thiếu gỗ. Ở đây mình có thể chọn cái nhánh nghiên cứu của mình nè. Nhưng mà bậc 1 là chắc không nghiên cứu gì đâu. Ủa sao có hang đính cung như nè. Ông nội này đứng yên vậy. Đi làm việc đi chứ. Một hai ba cái nhà bắt cá à. Từ 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 từ, cứ để nó đánh nhà đi. Đến cùng mình á, hai thằng nó bắn là dư sức rồi. Rồi, giờ mình ra một phòng á là xong. Trời mấy ông nội này giống như có ông đi kìa. Đơn giản. Rồi, cho lính cùng này ra khỏi đây. Ê, 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 thằng nào cắn trộm. Ở cái nhà bây giờ. Ủa, chế độ tự sửa chữa lên. Nút ít hả? Mày gì cắn trộm à? Nó đây nè, mấy thằng này nè. Đi lụm xác thằng này về chôn nè. Đó. Chứ không thôi để cái tử thi nó bốc mùi lên là mệt lắm. Thêm khoảng 5 lính cung nữa. 10 lính cung luôn. Lương thực thì tạm ổn. Mình bây giờ chờ nâng cấp cái này lên 150 gỗ. Xây thêm vài cái mỏ đá nữa không? Đá mình khá nhiều rồi. Xây thêm cái kho đi. 24 gỗ. Gỗ mình lên chậm quá.
À đây, lính mình đây, ngon. Rồi, đi lùa hết mấy thằng ở gần gần rồi luôn. Bố liếu, bố láo à. Nãy dám hại chết lính anh ở đây nè. Giờ thử này trước. Mấy con hươu. Này thì mấy chú tôm tép. Đây chỗ này mình có thể là xây thêm cái chỗ bắt cá nè, nhưng mà nó xa cái nhà chính mình quá. Hai chục lương thực. Đây lính rất là đông nha. Mà không sao, cái dàn lính cung của mình nó bắn cũng khá lắm. Cái này đá hả? Chống cự á, chống cự á. Này thì chống phá chính quyền rồi. Này nè. Hết gỗ. Có gỗ. Chào mấy bạn. Chào mấy bạn. Mưa tên. Sao mấy thằng này nó nghiêng vậy? Chạy đồng đội mà trước đánh con lòi con mắt. Này thì núp trong rừng. Cái viên ngọc này á, nó sẽ cho mình cái đá quý, cái đá, cái đá quý này á. Cái đá quý này thì mình có thể là sử dụng cái kỹ năng ở đây. Ồ, chỗ này là xây được cái hàng phòng thủ như đây nha. Chỗ này xây khá là ngon á. Nó có cái ao này nè, mình xây cái bức tường lóc ngang đây, lóc cái trên này xuống là xong. All troops are under attack. Yeah. Oh yeah. Royal. Okay. Yeah. There. Khu này ngon đó. Khu này được 1, 2, 3, 4, 5 5 chỗ luôn, 6 chỗ luôn. Thì nó tấn công có phải phía dưới nè. Đó, mình xây tường ở đây luôn. Đứng yên đây đây. Đừng có bắn tập trung vô một thằng, bắn thưa thưa ra. Ừ đúng rồi đó. All units are in combat. Royal.
Our troops are under attack. Rồi nó đông kìa, nó đông kìa. Ông cốc đừng có súng gì. Our units are in combat. Ưu tiên lên. Sắp đủ rồi, sắp đủ rồi. Rồi đủ rồi. Còn 15 giây nữa hả? Rồi, mấy anh cung rút về được rồi. Enemy forces are approaching. Moving. Được tới gọi gì? Lên. Cái cửa này đóng lại sao? Our troops are under attack. Ừ, đợt này nó cũng đông nha. Gà đánh mấy ông đứng nhìn cái gì? Rồi nhẹ nhàng luôn. Ôi, nhẹ nhàng. Nhà mình chưa lên cấp 2 nữa. Bây giờ bên cái phần nhà đặt cái này đến giữa, nó sẽ boost những cái dân của mình ở phạm vi xung quanh lên một cái. Rồi xỉa nó, bắn người đó, đừng có bắn mấy cái nhà, bắn người đừng có bắn công trình. Our units are in combat. Nhà này lên luôn. Mấy cái chỗ chặt cây này nâng lên hết luôn. Mấy thằng cầm kiên này đến cung mình bắn nó không có vô nữa. Nhưng mà lấy số lượng bù chất lượng. Đợt sau không biết nó tấn công hướng nào đây.
Got it. Sure. Our troops are under attack. Ừ, chỗ này đông nha, đông nha. Bây giờ mình nâng lên được rồi, mình có đá với mà lương thực, sẽ tăng thêm cái máu cho cái thành này. All units are in combat. Ôi nó đông kìa. Cứu em mấy anh ơi, cứu em. Trời nó bắn mưa tên luôn mà bắn một không. Rồi chết một anh rồi. Hai chỗ này hết cá luôn hả? Trời ơi. Bắt đầu thiếu lương thực nữa nha. Rồi chưa có cái mỏ kia nữa. Phải xây cái mỏ này vô. Còn chỗ nào nữa không trời? Có mỗi hai mỏ à, chết tôi rồi. Game đùa nhau à. À đây mỏ nữa nè. Ba mỏ. Còn mấy anh tàn quân nhỏ nhỏ thôi. Hướng này, hướng này. Không, tụi này cứ phá tiếp đi. Đá của mình. Hướng này. Research complete. Chắc nó đánh ngay cái chỗ này của mình. Thiếu gỗ rồi. À gỗ đây, gỗ đây. À, nâng cái nhà thợ xây lên. Nữa là 2 phút nữa thì đi tiếp trên này đi. Phòng thủ. Cái mỏ này nó làm lâu quá. Không kịp rồi. Ưu tiên cái này lên trước tiên đã.
Trời, nó bán cục đá kìa. Mấy chị em bán cục đá kìa, anh em nhìn thấy chưa? Này nó không lên luôn ta. Cái icon của mình nè. Mình không dám mua lính nữa. Enemy forces are approaching. Tại vì bây giờ thiếu quân lương dữ lắm, mua lính ra là đói liền. Bây giờ chắc phải là xài mấy cái phép này để cầm cự cái đầu thứ tư này. Rồi. Nè, kịp anh nè. Vô 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 vô, xạ thủ vô. Cái này là mấy lính mình chịu hồi bằng cái kỹ năng của mình. Không sao, thủ được thoải mái nhẹ nhàng. Có cái trụ này lên là ngon rồi. Ôi ơi, dễ dàng, game dễ. À, đây 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 đây. Mười ba đá nè, 13 cái này mình sẽ nâng cái thợ xây này lên. Rất là quan trọng. Rồi tiếp theo là xây cái kho quân lương. Mình sẽ xây cái mà cối xe gió này. Chỗ này giờ chống quát rồi. Nãy ở đây rồi, ở đây rồi. Chắc tiếp theo cái đợt cuối là nó đưa hướng trên này quá. Tôi nghi lắm. Rồi mấy lính triệu hồi nó biến mất rồi, hết thời gian. À mình farm cái bãi cá ở đây cũng được. Cái kho lương ở đây. Royal. They are attacking our buildings. Our troops are under attack. Got it. Thằng này nó trâu dữ vậy ta. Our troops are under attack. Hết lương thực. Our units are in combat.
lương thực nhanh nhanh nhanh, dân đói chết hết giờ. Our troops are under attack. Từ từ. The city is under attack. Cái gì vậy? Đâu thằng đó đâu? Our troops are under attack. Oh yeah. What now? Huh? I'm here. Đến điên này nó lẻn lẻn vô nó phá nhà mình. Our units are in combat. Huh? Oh yeah. Sure. Okay. Righto. Samaras. Our troops are under attack. Huh? Sure. There. People are starving. Gỗ mình 300, xây bằng gỗ trước. À, hướng đông, hướng này. Ngay hướng này luôn, vậy là nó đi trên cái ổ hồ cá này không ta? Là tôi rồi. Đây như thế này mới đúng. Không được à? Cái này là cái quan trọng nhất với cái cổng. Đợt thứ 5 rồi. Ủa đợt thứ 4 à? Đá tạm ổn, lương thực thì thiếu thôi. 12 ngày. Đồ ăn mình tiêu thụ 132 mỗi ngày. Hiện trong kho 95. Sản xuất ngày hôm qua chỉ có 26. Ây da, đói quá là dân mình nó chết đó nghe. Our food stores are almost empty. Ừ.
Rồi, nó tới rồi. Enemy forces are approaching. Nhanh 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 nhanh. Okay. Sure. Chậm rồi. Đi đi đường dưới. Đừng 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 có đánh nha. Our people are under attack. They're attacking our buildings. Chưa xây xong nữa. Bà nó xây tới đây rồi nó bỏ. Rõ ràng cái hình đầu lâu nó nằm trên này mà nó đi đường dưới được. Này hết phép luôn. Ngon quá. Mới có quay 4 nữa hả? Trời, mấy thằng này nó đứng nhìn bà lắm chứ. AI gì ngu vãi hả? Đáng lẽ những cái thằng này đánh thì mấy thằng AI này cũng đánh. Game lừa. Hết lương, hết nhà luôn rồi. Rồi xây cái kho ở đây có 5 con cá này là tạm ổn. Nhà thì xây lại mấy hồi. Chơi thì chơi. Mấy này mất nhà thành vô gia cư luôn. Con này đầy, đầy đầy chứ biết sao vậy. Ôi lỡ để đại đi, có khi hồi nó đánh ở đây nữa. Thiếu dần, lương thực thì không biết ra sao nữa ta. Chữ y dài là tăng cái diện tích lên. Ưu tiên xây cái này lại. Rồi nó sẽ ưu tiên xây những cái nhà bên này. Không có nhà là dân mình nó không có làm việc được. 99 trên là 80 nè. Rồi ok. Nó bác nhìn nó bác mấy ngày về chôn đúng khổ luôn. Nè ở nhà này nè. Rồi, vấn đề lương thực bây giờ đã có thể sản xuất được ngon rồi đó. Đầu mình đầu tư lính.
chưa lên được. Đầu tư mấy con lính nỏ đi, chợ, máy nghiên cứu máy bắn đá, bà gắt đây, đây máy lính nỏ nó sẽ gài đạn lên nhanh hơn, 55%. Còn đợt thứ 5 thì đợt thứ 6 nữa nha, 16 ngày nữa. Cái này là cái gì? À, lính cưỡi ngựa với mà lính cưỡi ngựa bắn cung. Còn cái này là cái nhà nghiên cứu, mình có thể chế ra cái máy bắn đá. Có vẻ ngon vậy. Mà sao game tốc độ nó tự nhiên nó chậm như slow motion thế này. Vui luôn rồi á. Nhà này bỏ luôn đi. Nho ở đây, dưới đây. Trên này nữa, bỏ mấy 6 trái này luôn. Lương thực thì bây giờ có vẻ khá là ổn, thêm cái nhà này nữa là đủ. Phần này. Hai phút nữa hả? Từ 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 từ. Rồi, dân mình bây giờ có dân rồi, mua mấy lính nổi kìa. Này lính hồi máu cũng được, này lính tăng. Mấy lính cùng giờ phế mà, tôi đưa nó ra cho nó phép luôn. Tí nữa cho tôi nó chết bớt đi, mình thay cái đợt lính cung này thành lính mới. Nói vậy thôi chứ ai mà ác như vậy. Research complete. Còn một phút nữa. Thường người ta là xây trước, có mỗi tôi là xây sau thôi. Còn cục kim cương kìa. Bốn mấy giây nữa, bốn mấy giây nữa thì không được nào kịp hết rồi. Mấy lính hồi máu rồi ta. Mấy hồi máu rồi đứng trên được không? Được luôn. They are attacking our citizens. Yes, sir. Advancing.
Understood. They are attacking our buildings. To the pleasure. Tới rồi, quân địch tới rồi. Research complete. Cái cổng này đóng lại sao đó? Tôi không biết đóng cổng này sao luôn. Ở đây à? Ê, đi vô. The city is under attack. Our fortifications are under attack. Our units are in combat. They are attacking our buildings. They are attacking again. Rồi, 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 rồi. Our troops are under attack. They are attacking again. Ấy. Ấy, ấy, ấy. Đâu sốt mấy này gì vậy? The city is under attack. Không chơi mà nó cắn dọn. Mấy dần của mình nó vô nhà không được. Rồi, phía dân tiến đến này cũng xong rồi. Sửa nó cái này rồi. Cái gì nữa đó. Lũ đạn nha nó. Rồi, phần lương thực là ok. Bây giờ lo cái phần nhà cửa. Ba nè, ba nè. Đợt cuối cùng là 20 ngày nữa, không biết nó tấn công vào hướng nào luôn. Mấy anh hồi máu này chỗ đứng với số 3 này luôn đi. Đầy cá luôn rồi đó. ba mươi hai người bị bệnh. Xây một cái bệnh viện cho tụi nó. Bệnh viện nó nằm ở đâu vậy? Đấy à. Nó bệnh là dân nó không có làm việc luôn á. Lẽ đi còn hai mấy ngày nữa là hết rồi.
Oh yeah. Sure. Huh? Huh? Oh yeah. Nè, có bệnh viện rồi nè. Phải nâng cấp cái bệnh viện rồi đó. Hai phút nổi. Sáu bệnh viện, 23 cái xác. Hình như xây khít quá là dân nó không có vào nhà được luôn nè. Mà sau game tự nhiên cái tốc độ nó chậm lại vậy ta? Đợt cuối là tôi nghĩ nó tấn công hướng này. Hết đá rồi, xây cái đường gỗ đi mình nâng cấp lên. Còn 14 bệnh á. Là mấy cái xác. Phải xây một cái chợ nữa. Mà bây giờ ra được kế này không kịp lên level 3 đâu. Có lính có thực rồi. Mình đầu tư vàng nỏ, vàng bạc, vàng hồi máu. Ok. Research complete. Yeah. Vàng số 3 là cái vàng chủ lực của mình. Khu này hơi mỏng. Còn 9 thằng bệnh nè. Chính thằng bị bệnh này thì bốn đàn chữa sắp xong rồi, hết đá luôn rồi. Cái gì dưới này à? 26 đứa bị bệnh. Are under attack.
Nó đánh hai đường luôn, chết tôi rồi. Ây da. They are attacking our buildings. Cái đường này nó đánh ở trong hả? Đánh ở trong thì mình hy sinh cái kho lương là được. Từ 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 từ. The city is under attack. What is it? Huh? Cái gì? Our people are under attack. Rồi dân mình nó bệnh lâu quá, mình không chữa là nó thành zombie cái gì á. Chứ còn cái gì nữa? Trời ơi, người mình giết dân mình thiệt. They're attacking our buildings. Đã đen còn lắm lông nữa. Còn có 1 phút à, xảy ra mà kịp đây. Hết đá rồi. They are attacking our citizens. Kiểu này chắc đứng ngoài thủ luôn. Sai lầm cái khu này quá. Chân mình không chữa nó biến thành zombie giờ mới biết đó. Roger that. Giờ mình xây bọn gì ở đây nữa. Dẹp. Thiếu đá quá là thiếu luôn. Hai chục giây nó ra rồi. Preparing their final assault. Hey. Huh? Hey. The city is under attack. What is it? Yeah. Healers here. Hey. Whatever you say. They are attacking our buildings. Moving. Ay, ay, ay. Our troops are under attack. Got it. Healers here. Nói anh trời. Fortifications are under attack. Our troops are under attack. Thua cái nào tôi cay dữ lắm thôi nha. They are attacking again. Bên này thấy là nó hớp luôn rồi. Our units are in combat. They are attacking the walls. They are attacking again. The city is under attack. Rồi 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 rồi, không sao hết, không sao hết. Win. Our troops are under attack. Our fortifications are under attack. Win 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 win. Hết, xài hết summon luôn. Đi trời ơi, đứng đây nó tao lại tụi mày. They are attacking our buildings. They are attacking the walls. Không sao, thủ nhẹ nhàng, không sao hết. Game dễ. Game dễ quá anh em ơi. The city is under attack. Ôi, game dễ mà.
Nó đạp lên cái những cái gối mộ rồi đây. Càng thẳng vô tới nó luôn, không có gì phải sợ. Tên tên tên. Anh em thấy sao? Cái gunfight đầu tiên thì cũng dạng hướng dẫn tutorial chứ, giết được 2.700 lính. Cái này sao thấy nó đông vui quá vậy, thử cái nữa hả? Chờ thêm cái mà chanh gần nữa đi. Này là sao? À mình chỉ có thể xây 7 thôi. Địch nó công hướng này thẳng vô đây luôn. Lính mình bèo bột cái gì? Chỉ có thể xây 7 thôi hả? Ba phút nữa tụi nó ra rồi. Thủ đường trời. Cái địa lợi đẹp như thế này á mà nó không xây tường thành, nó chỉ cho mình xây những cái phòng thủ ở đây thôi. Ba phút chắc chạy kịp, vẫn chạy kịp. Nó sẽ đánh cái nhà này, nên mình dựng cái bẫy trong quanh cái nhà này. Đây là cái nhà gì đây? Đi mua lính đựng nó nè. Tiền hả? Mua mấy con lính này tốn tiền hả? Tốn đồng tốn. Lính dưới này tốn thôi. Rồi anh game không nói, để làm lại Đấy không để ý, không biết. Tính đâu nè, nó chỉ cho mình xây thôi. Tốn lại 3 phút ha. Rồi, bao cái. Mua được máy bắn đá luôn. Một máy bắn đá. Máy này là máy gì? Ủa loạn cái đi, méo cần biết nó là cái gì đâu. Cái này lính cùi bắp, không chơi. Cái này cái kho hả? Còn cái bên này, kho luôn. Chỉ là chỉ có lính này nữa là hết. Rồi lính này là mua được 2 kỵ sĩ, một đống mấy con khử thương này. Lính mình thì có bị dính bẫy của mình không ta? Sợ mua không kịp á. Hết rồi. Ê quên, xây bẫy.
3 phút. Chỉ cần giữ cái nhà chính của mình là cái thành này nó không vỡ thôi. Ít công nhân quá ta. Mấy cái thùng này nó dựng có vẻ nhanh. Ba phút mình nhắc xây kịp, tôi nghĩ là chúng ta vẫn xây kịp. Này là cái gì đây? Giống cái máy phan thần thánh quá vậy. Giây nữa. Ready. 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 Rồi, bắt đầu. Hy sinh cái nhà này trước. Ôi ơi nó đông. Hai điểm. Cái này 2 điểm. 5 điểm. Kiểu này xây hết cái hàng ngang rồi luôn á. Rồi, chuẩn bị hết chưa? Ngon. Ủa, còn nghiên cứu được nữa hả? Ơi, sống nói. Attacking our buildings.
Rồi hay nổ hớp qua này mà. Nổ hớp luôn. Trời ơi. Mấy lính này đang ngon nè, mấy lính cưỡi ngựa nè. Mấy cái bẫy gai này tác dụng gì đó, làm giảm quân địch đi 30%. Rồi cánh này cũng tiêu rồi. Biết gì xây mấy bùng nổ chưa. Thủ chỗ này là đúng bài nè. Rồi sập nhà rồi. Cái xe này đánh sao trời. Ôi ôi. Our troops are under attack. The city is under attack. Hoặc là mình nhét quân vô hai bên chỗ này. Có khả năng xe bắn đá mình mới vẫn bắn từ đây ra được. Chứ như thế này thì toan quá rồi. Our people are under attack. Research complete. Thôi. Từ từ để nghiên cứu lại cái. Có khi là mình nhét quân vô hai cái chỗ này nè. Mình còn bao nhiêu đá, 100 đá nữa. Bom nhiều quá không ta. Rồi tiếp theo là lính. Mấy thằng này nãy tăng ngon, rất là ngon luôn. Hết tiền. Farm mà mấy cái thùng nổ nhiều quá thì nó lại không đủ đá. Có nha. Bây giờ cứ gãy trong trước đi.
xen kẽ một vài cái thùng nổ. Rồi. Ok. Hai, ba, bốn, một, hai, hai, ba, bốn, năm. Hết tiền. Giờ lính đâu hết ta? Nó còn mỗi lính này thôi đó hả? Lính này, lính này. Nó hai cái nhà bắn đá, một cái nhà lính. Hai cái nhà trụ. Vô đó thôi đó trời. Vậy chắc bui đến này rồi. Đến này nó chỉ được cái đi nhanh thôi chứ không có tác dụng gì mấy. Tôi thử nhét cho đó này, đợt này nhét vô không được nữa là nghỉ luôn. Là để đây đi. Now what? Roger that. Affirmative. Yeah. Getting too old for this. Fire time. Roger that. Ready. Let's go chopping. Starter. Pop. Ah. Ah. Để đây nó bắn nhau không biết được không nữa. Dướng núi đá không? Vướng núi đá không đây.
wish. Beware of your wishes. Ready. The enemy are preparing their final assault. Được không đây? Cái này nó chả thấm bao nhiêu cả. Tôi nghĩ là để cái cục hồi máu nó vẫn là ngon nhất. Chết rồi, mấy cái nhà của mình nó vẫn còn đang làm. Boom. Bắn được nhưng mà nó vướng đá. Đi vô. Méo ổn vô lắm. Vậy là chỉ có dồn quân ở đây thôi. Không hớp rồi. Chỉ hai bên nó không có đi vô đánh mình rồi. All troops are under attack. They're attacking our building. Vậy là phải chia 3 quân luôn, chứ không thể chia là 2 quân như thế này được. Chỗ này nó càng vô là bể nhà chính rồi. Neo được. Game khó quá. Vậy là phải chia 3 cánh quân ít nhất. Ít nhất là 3 cánh quân.
reporting. As you say, boss. And here, do I know you? Ma. Còn chỗ này là vừa đẹp. Rồi hai chiếc này qua đây đi. Một phút nữa. Căng quá. The enemy are preparing their final assault. Ok, ok. Còn khoảng 3-4 chiến nữa. Nó đẩy chiếc xe đi luôn rồi. Trời ơi, mấy ông này. Đứng yên, đứng yên. Pop.
Our troops are under attack. Our troops are under attack. Đứng sau bên này nó đứng rồi đó. Cái méo gì để nghiên cứu hay đâu. Được luôn. The city is under attack. Bên này to rồi. Bên này cũng sắp rồi. Our troops are under attack. Để cái lớp gai ở đây cũng quá. Để đây mới đúng. Lính mình nó đứng cao quá. Cái này là cái chiếc này là sao ta? Cái chiếc này nó tăng cứng phết luôn rồi, nhưng mà không biết tác dụng nó là cái gì. Rồi mở cái nhà như thế này thì sao mà thủ được. Bằng đi mà. Thôi. Thôi nghỉ, không chơi nữa. Số game ghi phân. Số game ghi phân. Nhìn đã hả? Không có đủ chơi thử cái chiêu này phát nữa. Cái vàng bên đây vẫn khá là ổn. 91 mình giấu hai chiếc xe bự bự vô trong chỗ này quay ra là được. Còn lại mấy lính thì mình cứ đưa lại chỗ này thôi. Gai á thì không để chỗ này nữa. Ừ, hoặc là đưa hết quân lên trên luôn á. Không có núp núp trong này nữa. Đưa hết quân đồng bộ lên đây luôn. Không có thủ gì chỗ này. Nãy tôi thủ ở đây vì cái nhà này nhưng mà thấy nhiều quá. Chắc đưa hết đây. Thôi thôi rồi. Rồi thôi. Có thời gian thì chơi lại cái này. Chờ ra mắt bản 1.0 thôi. Tại ăn thành. Chấp nhận mình gà. Rồi ok bye bye anh em. Số game kỳ phanh luôn.